lớp chị là lớp khác, lớp vừa là lớp B, mình là lớp D, D. là D hay lớp 2. Sạc mà thường xuyên giữ điện thoại hấp bụng đến bụng nên Thì là giải quyết cấp cũ rồi. rồi quen rồi đó. Ok, đang nói chuyện bình thường này. Đó là chào em. Cho anh hỏi A lập trường. Em chào thầy. Em là Em trường. hả? Em tên gì? Em là Nguyễn Giao Linh này. Giao Linh. Rồi, lợp mày cho người em. Là lớp có 48 bạn nè. À, cũng tạo vào. Dạ. Đã hủy lần ngôi chưa? Lợp À, dạ ra rồi thầy, ra thực tập 2 lần nè. à, ra hai lần này. Ý bốn có ra thực tập mà học triệu chứng hay lắm. Dạ, đã học điều chỉnh ạ. Mày đứa mà bây giờ 47 bàn nó có online hết không em? Dạ có hết. Dạ có thầy. Mày muốn điểm danh bạn nào là bạn đó phải bật video lên cho thầy điểm danh. À, ok. Như giờ mà lập trường rồi, cho anh coi cái video được không? Giao Linh. Dạ thầy có thể không thầy? Ở nhà hay là trò đó? Đang là trò thế ạ. Nó nặng à? Dạ. À rồi, ok, chào em. Học ở nhà thoải mái quá hay. Đi học mang đồng phục mà rồi, hôm nay hồi vô bài luôn, nói chung là mấy bạn chắc chuẩn bị rồi. Bây giờ chứ là ngày hôm nay là vô bài luôn nha. Mấy anh dạy bài trực vai. Thì cái khớp vai là một trong những cái khớp mày đến cặp mày ba trượt có học trực khớp nào chưa? Giờ chưa thì bữa nay mới học thầy. Vừa nãy mới học đầu tiên à, không cặp ba trực khớp có trực khớp kiểu rồi đấy. Dạ. Ồ, Phải lập trường. tại vì cái thứ tự của lớp này nó khác cái thứ tự lớp kia, À, có nghĩa là thứ tự lớp này hôm nay mới làm buổi thứ ba. để những nó đang sao trong lớp có những bạn học lớp trường kiểu rồi đấy. Lớp này có chất quốc tiểu là phải năm bao nhiêu khác. À, Dạ đó. dạ lớp kia là có lớp kia là nó sẽ học trước cả một tháng nên lớp này mới có quốc tiểu. Gần đây là có học trực khớp là biệt định nghĩa trực khớp đó, trực khớp chứ à? Định nghĩa trực khớp đó răng em ơi, lớp vẫn có ai biết không? Ai biết em giơ tay đi, em giơ tay em trả lời. Trực khớp là như thế nào, định nghĩa trực khớp chút cho anh à? Ra khỏi vị trí ban đầu nằm mô. Ví dụ giả sử luôn, rồi bây giờ định nghĩa cụ thể, trực khớp là một sự dịch chuyển. Trực là một sự dịch chuyển đầu xương đang ngoài diện khớp khiến đầu xương bị xa lệch di lệch đột ngột hoàn toàn hay không hoàn toàn cả khớp, và tình trạng di lệch đột ngột hoàn toàn vị trí giải phẫu đã khỏi vị trí trực khớp và sự di chuyển đột ngột hoặc hoàn toàn hay không hoàn toàn là xương đã khỏi vị trí đúng không? Đúng rồi. Rồi dịch chuyển tức từ tiếng Anh có hai từ này nhỉ? Cái định nghĩa của trực khớp đó, từ tiếng Anh có hai từ gọi là come out hoặc là ride out hoặc là move out, ra khỏi cái vị trí
đau xương, đau khớp, đau đầu. Rồi, ok. Rồi thì giờ trong các khớp của mình, khớp nào có cái tỷ lệ trật khớp cao nhất trong tất cả các khớp trong cơ thể? Bạn đã biết trong tay luôn. Anh thích nói chuyện qua cái audio. Bạn đã biết trong tất cả các khớp trong cơ thể, khớp vai. Rồi. Rồi, sáu khớp vai đến khớp chi? Rồi ai ai biết trả lời luôn, trả lời qua cái audio á, dòng tay trả lời qua audio đấy em ơi. Úi dạ, úi dạ. Thầy lớp nhưng có vẻ hoàn trả nha. Tiếp tục. Bây giờ giờ thầy chỉ muốn trả lời qua giơ tay thôi. Ừ, giơ tay em luôn. Em không nhắm nữa nha, em không nhắm nữa. Thầy muốn trả dạ. lời giơ tay. Sao bá này được khập quỷ ạ? Rồi, sao không phá trường hợp kiểu? Có bạn nào có ý kiến khác không? Dạ, khớp háng thầy. Khớp cổ chân thầy ạ. Cổ chân tỷ lệ tập trực thấp em ạ. Khớp kiểu mới đứng vị trí thứ 3 thôi em. Số 1 là khớp vai, ấy. Số 2 là khớp chi. Bạn nào có ý kiến khác? Dạ, em nghĩ là khớp háng. Em đã có thái dương hàm. Khớp háng công đứng vị trí thứ tư thứ năm. Khớp bằng. Khớp mốt. Khớp cổ. Khớp thái dương hàm. Rồi. Cả khớp ở ngón tay em ấy. Số 1 là khớp vai. Thứ 2 là khớp ở ngón tay. 3 khớp khuỷu. Ok chứ, chuột là cái khớp vai là khớp trực tỷ lệ cao nhất trong cơ thể. Và trong đó cái trực kiểu ra trước là trực tỷ 95%. Chuột nè, sau khớp vai, sau trực khớp vai là đến khớp ngón tay. Xong đến khớp ngón tay ra đến khớp khuỷu. Ok, chuột cái rửa ấy. Bạn trong lớp mình có ai đi trực cấp cứu chứ? Trong lớp mình có bạn nào đi trực cấp cứu không? Dạ có ạ. Dạ có ạ. Được được không có. Dạ được rồi. Nhưng mà yếu là thì em được qua những rồi. Mà 4 giờ nó yếu hơn cái đào tạo một này em đã thử rồi. Anh thật sự có xin nhưng tụi em nên giơ tay nhé, tại vì bây giờ 3-4 bạn bấm một lúc là nó vừa nhiều mà không biết ai phát biểu trước á. Đấy, em nên giơ tay thì sẽ mời nhé. Đấy. Trong lớp của mình này có bạn nào đi trực hiện tại năm 4, có bạn nào mới đi trực cấp cứu hả buổi tối không? Mà đi trực cấp cứu trong tất cả các bạn trực cấp cứu thì có trừ có bạn nào đã gặp được trường hợp nào trực cấp vai chưa? Rồi giáo linh, mời giáo linh. Giáo linh dạ có gặp thế thầy. Có gặp nam hay nữ em? Dạ ở nam thầy ạ. Nam 46 tuổi. Bình viện nào? 46 tuổi ở bệnh viện nào em? Dạ em có gặp ở bệnh viện quân y 17 ở trong Đà Nẵng ạ. Quân y mà thì em có thể lúc đó thì em gặp một trường hợp trực cấp vai như thế. Anh chưa hỏi về việc khám lâm sàng thì em đã học triệu chứng rồi thì cái trường hợp đó đấy mình trao đổi thôi nhá. Thì bệnh nhân đã có những triệu chứng gì? Và được xử lý như thế nào? Giao lên. Nhà bệnh nhân có triệu chứng là đầu tiên là bất lực vận động. Rồi, ok. Đau. Đau rồi, đồng ý. Và sưng phù nề ở chỗ khớp vai. Đúng, sưng phù nề khớp vai. Rồi. Lúc đó thì xong thì bệnh nhân được sơ cứu tạm thời và cho đi lên khoa ngoài chấn thương để các bác sĩ tiến hành nặng lại. Rồi, nặng lại. Rồi, nặng lại sau, nặng lại và làm gì nữa em? Sau nặng lại thì
Em thấy là họ cố định lại và bỏ bột. Bỏ bột luôn? Dạ. Ừ. Bỏ bột ra. Sao? Có chụp phim lại không? Dạ. Có chụp phim lại không? Dạ có. Rồi, sao mà bỏ bột luôn hay sao sao nữa? Xong cho mình về phục hồi chức năng. Rồi, có bạn nào, một bạn chỉ có giáo linh gặp trường hợp trực cập vai thôi, còn bạn nào gặp nữa không? Mình thấy một bạn nữa, bạn nào đó. Ừ. Còn bạn nào gặp rồi, bạn ấy giơ tay lên thầy hỏi kia. Rồi, anh chỉ nói luôn rồi, ok, giáo linh trả lời được rồi, tại vì thực sự mày đem đám bốn mà quan trọng mà chụp rồi, nếu anh nói sơ qua thế này, nhiều trực cấp phái mà đem đi lâm sàng cũng rất là khó gặp, chỉ có trường hợp trực cấp cứu thôi. Và sau khi các cái bệnh nhân vô cấp cứu với một tình trạng, khi mà tình trạng trực cấp phái thì tất cả mọi bệnh nhân đa số xử lý cấp cứu. Đó trường hợp cấp thôi, xử lý cấp cứu. Nếu các bạn mà đi bệnh phòng không thích trực ở cấp cứu thì rất là khó để mà gặp một trường hợp trực cấp phái thực sự mà đang nằm ở trong khoa, tại vì trực cấp phái nó đau quá. Và bạn thì là bây giờ cho bệnh nhân vô buổi tối mà đợi để sáng mai ở trong khoa được, để cho bạn các bạn mà gặp ở trong khoa được thì nó rất là hiếm, bệnh nhân đau chịu không nổi đâu. Mà để lâu thì cái, thứ nhất là đau bệnh nhân chịu không nổi, thứ hai là cái nguy cơ hoại tử trọng rất là cao. Nên hầu như là 100% mấy bạn không đi trực cấp cứu thì rất là khó gặp một trường hợp trực cấp vai, ngoài trừ những trường hợp mà trực cấp vai tái diễn thôi. Là trong lúc khám là có thể bệnh nhân có thể, ví dụ giống như một bệnh nhân trực cấp vai tại diện, người ta vào vì bệnh nhân vào vì đau quá, nên trong lúc ở vô vì với điều trị thì trong lúc ở bệnh phòng á, mình có thể làm trực cấp vai chủ động, là mình sẽ khám trên lâm sàng, mình cho bệnh nhân trực cấp vai, đôi lúc đó bệnh nhân không đau nữa, trực xong từ nặng lại luôn, khớp rất là lỏng. Trực cấp cứu ngay sau này, nếu mà bạn nào muốn trực diện một trường hợp vai thì cố gắng trường hợp trực cấp cứu. Bây giờ thì anh anh em anh chị có đấy rồi, bây giờ chứ cái trường hợp mà đây là một trường hợp trực cấp vai này, một tư thế điển hình của trực cấp vai bằng giao linh nè. Và cái trước khi đi vô trực cấp vai thì mình anh hỏi qua tí về giải phẫu của vùng vai, thì theo bạn nào biết cái mô tả qua chân cái giải phẫu vùng vai như thế nào, bạn nào biết giống tay vào nó ống mít thôi. Giải phẫu vùng vai xung quanh cấp vai về phần xương là có gì, phần mô mềm là có gì, phần xương này cấu tạo nên khớp này, cấu và cả cái phần mềm nó xung quanh khớp, thì bạn nào biết thì giơ tay nói qua chân xem ạ. Những cái nào màng mất rồi là mình nhìn chỗ nào mình biết màng mất đấy. Dạ nó tắt hai cái khung này. Với lại là nó hiện ra chưa tắt luôn, nói chung là nó một lần mất hai cái khung này, hai lần mất hết chỉ còn cái bao quát. Em nào biết thì trả lời thầy một phần cũng được, không cần phải trả lời. Đúng rồi, bạn nào biết chắc chắn mình lớp mình đông mà bụng ngoài bạn nhớ gì về giải phóng thì nhớ gì về giải phóng phong vai nữa, mà nếu không những cái đó giao lên là giáo lập trường à? Rồi em Thanh Tuấn, em bấm nút giơ tay thì em thấy em giơ tay được. Rồi, Nhật Tấn này, mời bạn Nhật Tấn. Dạ thưa thầy, là cấp vai thì... Đợi cho anh tỷ hả?
Rồi mới bằng Nhật Tân à? Dạ dạ. Thưa thầy là cấp vai thì gồm có là ba xương cái tạng cấp vai là xương cánh tay, xương bả vai với xương đòn. Và xung quanh cái khớp thì còn có mô màng như dây chằng, gân cơ. Cấp vai thì là một khớp có lồi cầu và ổ chảo, trong xương cánh tay gắn vào ổ chảo, xương bả vai, nhào chóp xoay và bao khớp. Và xung quanh thì có ba cơ chính là cơ chân gai, cơ dưới gai và cơ tròng bé. Giải cân và chóp xoay có chức năng nâng cánh tay và xoay cánh tay ra ngoài. Ở trong khớp thì có cái gọi là túi hoạt mạc rót giữa chóp xoay và phần dưới cùng mỏng cùng vai. Như vậy thầy. Rồi. Ok, ok, bằng chúng ăn sửa luôn. Nói về giải phẫu xung quanh vùng vai thì em nói về phương xương, em nói đúng này, xương bả vai này, xương bả vai có cái xương đòn và đầu tiên xương cánh tay này. Về phần chọc xung quanh là mình phải có một cái báo khớp và có một cái dây chằng, có hệ thống dây chằng nó dây lên từ báo khớp, là có dây chằng ổ chảo cánh tay trên, ổ chảo cánh tay dưới, ổ chảo cánh tay dưới. Và trong các cái dây chằng ổ chảo này là điểm yếu là dây chằng ổ chảo cánh tay giữa, cánh tay dưới ha, điểm giữa đó, nên trường hợp gây cơ cấp vai rất trượt thì 95% mà nó đi ra từ cái điểm đó. Cái thứ tiếp theo về cái mô mềm, em nói về vấn đề chọc xoay. Chọc xoay là cũng không phải là ba cơ mà là bốn cơ. Nhật Tân hả? Alo Nhật Tân. Dạ 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 em bốn cơ. Bốn cơ, gân cơ trên gai, gân cơ dưới gai, gân cơ tròng bé, gân cơ trên gai, gân cơ dưới gai và serratus minor tròng bé. Và gân cơ dưới vai nhé. Bốn cơ nhật tân nhé. Được chưa? Dạ, dưới vai. Dạ, dạ. Rồi, cơ dưới vai nữa, và trong bẹ hả? Rồi, và trong đó có một cơ rất quan trọng mà nó gây ra tổn thương ở khớp vai, mà một lần tổn thương ở đây rất là đau. Mà trước đây mình rất là ít chú ý về cái gân cơ này. Sau này, thời gian gần đây nó về chuyên ngành cơ vai chú ý rất là nhiều, đó là gân cơ gì đâu, đúng không? Bạn có biết gì đâu chứ, gì đâu dài, gì đâu ngắn? Bạn có biết trong tay à? Rồi Dương Khôi, mời bạn Dương Khôi. À, gì đâu dài thầy? Gì đâu dài, gì đâu dài, bạn mua em? Nhiều dài bám ở cái chõm xương vai. Chõm xương vai. Ở cái chỗ trong phòng có nuôi chim à? Dạ nhà có chim ạ. À. Rồi bám vào chỗ mua của xương vai. Dạ cái rãnh dáng cũ của xương vai. Rãnh dáng cũ của xương vai. Xương vai có rãnh dáng cũ 5 lượng nữa đấy. Thế đâu ngắn bám đâu? Dạ em không nhớ. Rồi bây giờ cơ gì đâu, cơ gì thời gian ở đây người ta chú ý rất là nhiều cái tổn thương gân cơ đầu dài, gân cơ gì đâu, đầu dài gân cơ gì đâu, nó bám nó phụ trên cổ chảo ha. Gân cơ gì đâu nó có hai đầu, đầu ngắn nó bám vào mồm cò, đầu dài nó bám vào phụ trên cổ chảo. Và gân cơ dì đầu dài là một gân cơ nằm trong báo khớp mà ngoài báo dịch nhá. Nhớ đánh trắc nghiệm nhá, rất quan trọng ha. Anh hỏi là có trắc nghiệm đấy. Đó là đầu dài. Rồi bây giờ chị quay lại cái sân lan như này. Đây là một cặp vai bình thường. Đấy, cặp vai mày đã nhìn thấy. Dạ thấy. Con chọn. Thấy cắm. Dạ thấy anh luôn. Dạ thấy anh luôn. Vừa thấy anh vừa thấy sân lan được thấy con chọn. Đây với một cái tình trạng một khớp vai bình thường này, trên hình ảnh X-quang cái này thì X-quang cái hình ảnh nằm ở giữa, anh đang chỉ trên trò này, đây là một cái hình ảnh khớp vai bình thường và đây là cái mỏm quà này, đây là ổ chảo này, đây là mỏm cung vai và đây là chõm xương cánh tay. Và hình ảnh ở bên trái màn hình đây, đây là một trường hợp mà mình mô tả một trường hợp trực khớp vai điển hình. Bây giờ đánh giá trên lâm sàng thôi thì
Rồi bạn Giao Linh có mô tả trực cấp cứu gặp một cái trường hợp là bệnh nhân vô trực hợp vai, người ta sang viên mất cơ năng vận động của hợp vai. Cái thứ hai là đau, chắc chắn là phải đau và mất cơ năng, đó là từ hiển nhiên. Đây là một trường hợp lâm sàng mất cơ năng của một trực hợp vai này, máy đen nhìn thấy với một trường hợp trực hợp vai bình thường. Đây là một cái vai bình thường này đấy, khi trực hợp vai mặt bằng nhìn thấy cái vai này nó rất là vuông, nhưng mà đối với một bệnh nhân khi người ta có dấu hiệu trực hợp vai hay không thì lúc đó mà khi mà vô cấp cứu mặt bằng nhìn thấy được như thế này đâu. Trực hợp vai có thể xảy ra giữa nam và nữ, và đa số là những người trẻ tuổi. Nên trong trường hợp mà với một bệnh nhân vô mà với một cái tư thế thế này thì chưa biết bệnh nhân là gãy xương hay là trực khớp, thì các bạn muốn nhìn được điển hình một trường hợp trực khớp vai thì mà các bạn yêu cầu người ta phải cởi áo ra, bệnh nhân phải cởi áo, nam là phải cởi áo tại phòng cấp cứu được, nhưng mà nữ là có phòng riêng rất là tế nhị. Thì khi các bạn cởi áo ra thì lúc đó các bạn mới nhìn thấy một cái trường hợp điển hình như thế này được, rất là điển hình. Thực sự là nếu bạn nào đi cấp cứu mà chăm chút một môn để gặp một trường hợp trực khớp vai, nếu bạn nhìn chăm chút nó dùng ít chăng như này, tức là bệnh nhân vào với một cái trường hợp người ta phán thiên vì đau, và với cái tay lăn này đang hỗ trợ cho cái tay bị trực, và nhìn từ trên xuống thì các bạn ở trên này mà bạn nhìn thấy một cái vai rất là vuông, và ở bên này là một cái vai bình thường, cái này là dấu hiệu vai vuông. Cái thứ hai nó là nhìn từ hai tư thế là thì xương cánh tay nó sẽ giang và sơn ngoài tầm khoảng 30 độ và khuỷu gấp, cẳng tay xoay trong và dưới sự hỗ trợ của tay bên lăn này. Đây là những đặc điểm lâm sàng. Và cái thứ hai là nhìn đến xong đến sơ này, các bạn sẽ sơ trong trực hợp vai có một khi trực hợp vai thì cái đau ngoài vi nó bực ra ngoài của chảo rồi, nên bực ra ngoài, khi bực ra ngoài của chảo thì cái ổn hỏng khớp nó không có con nữa. Nên các bạn tiếp cả bạn sơ ở dưới mỏm cung vai, sơ ở dưới mỏm họ ngay chỗ cái mỏm khớp á, là về vị trí đây này, cái vị trí nó chỗ mỏm trường lớn như thế này, các bạn sơ vào thì có một cái hỏm khớp, có một cái độ lõm nhất định. Cái thứ hai là vẫn có khi người ta mập, các bạn bằng xe vẫn có, nhưng mà nó tùy theo cái độ mập, nếu mà nó với một người tay mà nó mập quá, với lực mượn nó dày quá thì đôi khi mình không có kiểu là mình không có cảm giác rõ ràng lắm. Nhưng mà các bạn cố gắng ứng vô thì bạn cũng thấy một sự lõm nhất định. Nếu với một cái vai bình thường thì các bạn ứng vô thì bao giờ mình thấy được cái độ lõm như thế được. Cái thứ hai là mình sợ nên làm đem tới ngực á, là có một cái đầu xương nó lôi lên ở đây, rặn đen tới ngực rồi. Bây giờ cho nó hỏi này, bây giờ chứ bạn nào biết rặn đen tới ngực là gì không? Bạn nào biết trong tay rặn đen tới ngực là gì? Dạ là chỗ có cái bờ trong cái cơ delta và bờ ngoài cái cơ ngực, chỗ đó nó hỏng xuống có cái tình đặc điểm lớn đi qua. Là giới hạn của hai cái gì á? Dạ, giới hạn là bờ trong của cơ delta và bờ ngoài của cái cơ ngực lớn, nó tạo thành cái rạch. Bờ trong của cơ delta, bờ ngoài của cơ ngực lớn. Dạ. Tạo thành của không phải là bờ ngoài đó em. Cạnh đen thân ngực là sự gặp nhau, em nói bờ trong của cơ delta là đúng này, ta làm đây này, bờ trong của cơ delta này và cơ ngực lớn là một cái cơ nó trúc phạt từ nó ba vị trí này, vừa đòn vừa trên xương và cả ức, vùng ức và phần đòn này, nó sẽ tụm lại hình chủ và bám vào nơi rồi có cái chỗ điểm bám của cơ ngực lớn tại chỗ đầu trên xương gần tay, và hai cái cơ này gặp nhau tạo thành một cái rãnh này là gọi rãnh đen thân ngực. Thì trong trường hợp bình thường không có trường hợp vai thì rặn đen tới ngực này các bạn sơ vẫn cảm nhận được, nhưng mà trong trường hợp trường hợp vai thì chỏm xương cánh tay nó sẽ bực ra đây, bực ra vị trí này. Nếu trên một hình điển hình này và bạn nhìn thấy đợt lôi lên của chỏm xương cánh tay, đây là đau trên chỏm xương cánh tay lôi lên như thế này ở rặn đen tới ngực.
Và các bạn biết khôi mình mới vô ban đầu mình đã hỏi các bạn đó, tại vì chòm xương khớp vai là một trong những cái khớp mà nó tỷ lệ trực lớn nhất của cơ thể. Tại vì đang các bạn biết là khớp vai là nó là có cái tỷ lệ trực lớn nhất trong cơ thể không? Bạn nó biết giống tay cho nhau này. Mà trong đó trực khớp vai hướng về trước, nhớ nên nhắc lại là hướng phía trước nó chiếm tới 95% hả, và còn lại tới phía sau tầm tới 3% và xuống dưới tầm khoảng bẻ sấp xỉ 1%. Đó là một cái tỷ lệ mình cần nên nhớ. Mời bạn Bùi Thảo Nguyên, sao khớp vai là gì trực bộ tỷ lệ trực nó lớn nhất có thể cho em? Thì em nghĩ đó là tại biên độ vận động của nó lớn. Biên độ lớn, đúng, chính xác. Biên độ lớn, vì sao là biên độ lớn? Thảo Nguyên trả lời trước đấy. Dạ, cái diện vận động của nó rộng á thầy. Diện vận động lớn, lớn, có cái gì được không em? À, với lại là cái tay là mình hay hoạt động thiên tác nặng nên là mình dễ bị nhắc. Chân có ai hoạt động không? Chân đi nhiều. Dạ, nhưng mà tay hoạt động nhiều hơn thầy. Tay hoạt động nhiều hơn là ngày làm việc trực phải không? Dạ. Rồi bạn Huy Thành. Do chó theo nghĩ là do là cái gọi là cái loài khớp của ở chỗ khớp vai nó là một cái gọi là một cái diện phẳng với là một cái trọng tròn á, thì gọi là nó sẽ xoáy cái gọi là cái diện tiếp xúc của nó nhỏ hơn so với những cái khớp khác không có dễ thật hơn. Đúng, đó là một phần em đúng rồi, tại vì khớp vai là một trong anh đi qua trước qua cái phần giải phẫu khớp vai này. Khớp vai mày đem bây giờ chị ngồi đi, nếu tính theo hình ảnh của bên trái như thế này này, là các bạn nằm nghiêng 90 độ lần ra cái hình đi, các bạn tưởng tượng được không? Và cái hình này là trái góc dùng để góp, và cái này là dùng để cái cãi để xúc phạt trái góp. Thì khi bạn nằm nghiêng 90 độ á, là cái xương bả vai là một cái giá đỡ để cho trái góp chuẩn bị xúc phạt này, và đây là cái trái góp mình chuẩn bị đánh. Thì với một cái và cái cả như thế này thì cái chòm xương cánh tay thì có tiếp xúc rất là nhỏ so với cái ổ chảo xương vai. Thì mày biết nếu mày bằng để ý các cái khớp khác, ví dụ dùng dưới khớp khuỷu thì tỷ lệ tiếp xúc nó lớn hơn nhiều. Ví dụ giống như nếu mình so sánh với một cái khớp mà điển hình giữa chi trên và chi dưới là cái khớp háng, thì khớp háng ổ chảo xương cánh tay cái ổ cuối nó bao bọc hầu như là toàn bộ cái chòm của xương đùi, nhưng khác với cái xương ổ chảo của xương vai. Thì cái diện tích tiếp xúc của chòm xương cánh tay so với ổ chảo xương vai chỉ có 25-30% thôi. Đây là một yếu tố rất là quan trọng để một đóng góp vào cái trực khớp vai ở một tỷ lệ lớn nhất. Và để mà tăng và trong bộ thì để mà tăng cường được cái khắc phục được đặc điểm này thì có rất là nhiều yếu tố này để tạo thành cho khớp vai này. Nếu mà cầu tạo khớp và cái ổ chảo xương vai và cái chòm như thế này thì trực còn cao hơn nữa. Nhưng mà để mà ngăn ngừa được cái chuyện này thì có rất là nhiều yếu tố để cái khớp vai hạn chế nó trực lại. Nhưng mà có rất nhiều nhiều yếu tố đó thì anh sẽ miêu tả các yếu tố đó là yếu tố đông và yếu tố tĩnh. Rồi quay trở lại cái trường hợp này, slide này với một trường hợp lâm sàng với điển hình như thế này này, các em phải tham khảo là nhìn này, sơ này, nhìn và sơ hả, thấy được các điểm lâm sàng như thế này, và sau đó mình nghi ngờ chụp X quang thì mình phải cho chụp nghi ngờ trực khớp vai, thì mình phải cho chụp phim X quang. Cho chụp phim X quang thì mình ra đây cái hình ảnh ở bên phải đây là một cái hình ảnh của một trực khớp vai, chòm xương cánh tay nó đi ra trước này. Nếu các bạn nếu nhìn thấy cái đồ trước rõ ràng nhất là các bạn có nhìn chụp thêm cái phim yêu e-view ở đây, là anh thiếu một cái nản e-view nhá.
Rồi khớp vai, rồi nói cô chứ, rồi khớp vai là một khớp có biến động lớn nhất, tỷ lệ trước dưới chiếm tỷ lệ cao nhất 95% này, và có tích một tỷ nữa là từ khớp vai ra sau chiếm 3,5%, và xuống dưới chiếm 1% là tỷ dưới sau. Tỷ nữa tới slide là phần bổ sung thêm này. Cái thứ hai là trực, trong trực cấp tính thì cái phác đồ điều trị của mình là gì? Là nặng trực nè. Vô sau khi khám lâm sàng xong, chụp X-quang xong, biết chắc chắn ở trực cấp 3 rồi, phải chuyển qua nặng. Nặng thì và nặng có chỉ gây mê và không cần gây mê, nhưng mà đa số những trường hợp trực cấp 3 cấp đến sợ đến lên đầu thì đa số là mình nặng ở tại phòng bột. Mày đã mày biết phòng bột không? Phòng bột là một phòng chuyên gia để bộ bột nha. Và sau đó tầm khoảng 3 đến 4 tuần và chúng ta tập phục hồi chức năng. Rồi và trong đó thì trong trường hợp vai thì đó là trường hợp vai cấp tính ạ. Xong rồi có trường hợp vai cũ, trường hợp vai cũ là trường hợp vai nó đến 4-3 tuần anh chỉ nói quá đó, thì tức là khi sau khi trực với nhiều bệnh lý khác nhau, hoặc là bệnh nhân ở xa, hoặc là bệnh nhân không tiến kịp với trực hợp vai cũ là phải trực hợp vai sau 3 tuần. Còn trực hợp vai tái diễn thì sau bệnh nhân trực hợp vai lần đầu tiên xong người ta đến lại với một trực hợp vai lần thứ hai thì đó gọi là trực hợp vai tái diễn. Để anh nói sơ qua như thế để những cái slide sau để anh nói cho các em dễ hiểu hơn ha. Rồi liên quan tới cái giải phẫu của vùng vai này. Cái giải phẫu của vùng vai thì với cái giải phẫu như này, khớp vai là một cái khớp là dễ trực nhất, nhưng bên cạnh đó để mà giữ được cái khớp vai này nó vẫn là có rất là nhiều yếu tố, mà trong đó có yếu tố tĩnh và yếu tố đồng. Yếu tố tĩnh bao gồm các yếu tố sau để anh sẽ mô tả cho các em này. Thứ nhất là cái xương của bả vai, ổ chảo của xương bả vai á. Các bạn là tìm hiểu ổ chảo của xương bả vai gì, nó hướng như thế nào không ạ? Ổ chảo của xương bả vai nó bây giờ hướng trong cái xương bả vai của hướng của mình á, là nó nằm phía sau lưng này, thì cái hướng ổ chảo của xương bả vai thì các bạn có vuông góc của ý song song với trục giữa của cơ thể không? Bạn nói biết. Ổ chảo của xương bả vai nhá, ổ chảo của xương vai nhá, nó chết rất trước, không phải là vì nếu như thế này. Nếu các bạn mà còn lớp ở đây mô tả thì hiểu bao giờ mô tả lại qua đây cũng khó quá. Tức là nếu bạn ngồi thẳng như thế này thì cái xương bả vai là không phải nó chỉ có hướng ra ngoài đi 90 độ đâu, nhưng mà nó sẽ chích ra trước 30 độ. Xương bả vai là chích những cái ổ chảo chích ra trước 30 độ này. Chích ra trước 30 độ nên vì sao trong cái cơ chế trực hợp vai là vì sao là cảnh bây giờ là cảnh tay nó dàn và xương ngoài là nó rất là dễ trực và trực hợp vai ra trước. Tức là cái trong đó yếu tố góp phần là ổ chảo của xương vai này nó sẽ chích ra trước 30 độ như thế này này, và chích lên trên 5 độ. Không biết các bạn có hiểu không? Trên 5 độ. Chúng là mặt các bạn chỉ cần nhớ là cái ổ chảo của xương vai nó chích ra trước 30 độ và chích lên trên 5 độ. Ok, nằm trên 5 độ. Cái thứ hai là với cái diện khớp của ổ chảo của cái chõm xương ngón tay và ổ chảo này tầm khoảng 25-30% mà để mở rộng cái diện tích tiếp xúc và độ sâu, thì là xung quanh cái ổ chảo là có người ta có súng viên, người ta có cái súng viên, và súng viên này có làm tăng diện tích tiếp xúc lên tăng gấp đôi và ổ chảo này có độ sâu gấp đôi. Đó là một trong những yếu tố mà mình giữ vững khớp vai, đó là súng viên. Cái thứ hai là trong khớp mà nếu là một khớp bình thường thì chúng ta có thêm một cái áp lực âm nội khớp làm cho nó có một cái độ rít giữa cái chõm xương ngón tay vào cái chỗ ổ chảo xương ngón tay á, độ rít và độ áp lực âm và độ rít và độ dính của khớp. Một yếu tố tĩnh tiếp theo nữa là có cái yếu tố cấu trúc bao khớp và dây chằng, thì bao khớp nó bao xung quanh bao khớp và có cái dây chằng là cô anh có nói rồi, bao nhiêu dây chằng bạn nó biết bao nhiêu dây chằng mà nó biết giống tay ở những chỗ cái báo khớp phái có bao nhiêu dây chằng, nó tăng cường cho cái báo khớp này vững hơn, cái khớp này nó hàng chỉ trực là bạn nó biết giống tay.
Có bạn nó biết không ạ? Có bạn nó biết trong tay cái giấy chăng. Ủa, có bao nhiêu cái giấy chăng nó dây lên từ cái bao khớp? Ủa, chào xương vai và chọn xương cánh tay không? Đi ngủ ở trong lập trường tí nhé. Gió Linh hả? Gió Linh lập trường. Gió Linh, Gió Linh mới rồi. Dạ, em nghe thầy. Gió Linh. Được nhìn lúc sống. Dạ. Còn bao nhiêu giấy trăng dây tư báo cực khập vai Gió Linh? Em liệt kê đúng thầy. Có giấy trăng quà mỏm thương mại. Sao em? Thầy có nghe không ạ? Thầy có nghe gì không thầy? Mà không hình như bị đứng không? Thầy có nghe gì không thầy? Nghe lúc được lúc không em. Có Xuân Nguyên đi thầy. Xuân Nguyên, mấy bạn Xuân Nguyên. Dạ có em đi thầy. Dạ thưa thầy là em nghĩ là có hai dây chằng, nhớ là có hai dây chằng quả cánh tay, một dây chằng ngang cánh tay, với lại một dây chằng bao khớp trên giữa dưới nữa thầy. Dây chằng của quà cánh tay là cái dây chằng là tăng cường ngoài báo cực vai của em. Chỉ trong có cái trong cái báo cực vai thì có ba dây chằng thôi. Các em nhìn thấy cái hình ở bên phải này có ba dây chằng này, là dây chằng hỗ trợ cánh tay trên. Đây là superior nhá, hỗ trợ cánh tay trên. Hỗ trợ cánh tay giữa, hỗ trợ cánh tay dưới và trong hỗ trợ cánh tay dưới nó chia làm hai bộ, bộ trước và bộ sau nó rất là quan trọng này. Và cô anh còn nói là mà em nhớ là ổ chào cánh tay trên, ổ chào cánh tay giữa, ổ chào cánh tay dưới và trong đó ổ chào cánh tay giữa, ổ chào cánh tay dưới là điểm đó là điểm yếu nhất và trực khớp trực ra trước là trực khớp từ là giữa dây chằng ổ chào cánh tay giữa và ổ chào cánh tay dưới. Rồi trong khớp vai chọc xoay thôi còn ngoài đó hết, chọc xoay cũng có bốn gân cơ nha. Bộ gân cơ là gồm có gân cơ trên gai này, đây là gân cơ trên gai của em này, đây cơ dưới vai, đây teres minor trong bè này, đây gân cơ dưới vai. Bộ gân cơ này, cái gân cơ này là một trong những cái yếu tố đồng điệp. Đây là yếu một bộ gân chọc xoay là một trong những cái yếu tố đồng để gây ra giữ vững xương vai, giữ vững khớp vai. Cái yếu tố thứ hai là cái trong vôi cánh ngoài là có một đây có một cái đầu dài của gân cơ gì đâu, cái đầu dài này là gân cơ nằm trong bao khớp ngoài bao dịch này. Đây là một trong những yếu tố đồng thứ hai để mà làm vững khớp vai. Và yếu tố thứ ba là yếu tố cái cảm giác kiểu thân kinh cơ. Ví dụ giống như khi các bạn khớp vai nó có tâm vận động đồng như thế, nhưng mà nếu mà có một cái vận động nào mà vượt qua tâm vận động nó đã quy định thì có cái thân kinh cơ nó sẽ can thiệp. Tức là ví dụ giống như khi các bạn nói cái tư thế các bạn gân trực rồi thì các bạn cố gắng đừng để cho nó trực nữa, đó là dựa sự chi phối của thân kinh cơ. Mình nhiều hãy tín hiệp như thế này bỏ công chuột ra là thầy bỏ công đó có thể gọi đi các bạn dây chăng quà cánh tay dây chăng quà dây chăng nó dây chăng một chặt cánh tay
Không, ý anh đang nói liên quan tới cái vùng vai là liên quan tới tại khớp vai thôi em. Khớp vai bằng mì toang trả lời rất là chung chung dây chằng ủ chảo phần tay này, ủ chảo đây là dây chằng ủ chảo phần tay em, dây chằng ủ chảo phần tay nó là dây chằng ủ chảo phần tay dây lên từ bao khớp mà nó có ba ba cái dây chằng, có ba cái tiếng khác nhau là dây chằng ủ chảo phần tay trên, ủ chảo phần tay giữa, ủ chảo phần tay dưới. Ủ chảo phần tay dưới là mình phân thành hai bộ, bộ trước và bộ sau này, để hình ảnh này chiêu trinh này, nhật tân này. Rồi đây là cái gân cơ chột xoay này, đó đây là gân cơ trên gai này, đây là gân cơ dưới vai này, cả nhìn về sau này gân cơ trên gai, gân cơ dưới gai và đây cơ trong bẹn này. Tất cả các cơ này đều bám tứ, riêng thì gân cơ trên gai, gân cơ dưới gai và gân cơ trong bẹn nó bám vào ở một trường lớn, và gân cơ dưới vai là bám vào một trường bé, một trường lớn và đi ngang qua có một dài bám vào một trường bé, và đây là đầu dài gân cơ gì đâu này, đâu ngắn bám vào một quả nhá. Rồi trong trường hợp vai này, trong trường hợp vai thì nói chung là bài học này chỉ còn dẫn đến phương cái là trường hợp vai, nhưng mà trong đó anh vẫn nhận mạnh nhiều hơn là cái chuyện trường hợp vai đã trước được chưa, tại vì trường hợp vai thì loại nó chiếm tới 95%. Ví dụ nếu các bạn đi trực vợ bình những trường hợp vai cấp thì trong đó có 100 ca thì 95 ca trường hợp trực cơ vai đã trước, trước trường trực dưới đó, nên đó chắc luôn đó trực cơ vai đã trước, nên để trực cơ vai đã trước, trong trường hợp đó trực cơ vai đã trước thì người ta nghiên cứu giả phổ bình của trường hợp trực cơ vai đã trước đó là với một cái vai nó bị như thế, thì khi người ta mổ sạc ra người ta xem thì với một trường hợp trực cơ vai đã trước trước dưới như thế thì nó tổn thương những cái thành phần gì trong cơ vai. Thì có một cái nghiên cứu của ông Tyler và Cerro thì là có 63 trong trường hợp 63 ca này và 10 ngày đầu tiên sau trực cơ vai. Đây là kết quả người ta nghiên cứu được này, có 97% bệnh nhân có bong phức hợp dây chằng ổ chảo cánh tay dưới. Đó mấy bạn biết chưa, dây chằng khô anh hỏi là có cái dây chằng chi của khớp vai, của bao khớp vai này. Khớp vai mình có ba dây chằng này, ổ chảo cánh tay trên, ổ chảo cánh tay giữa, ổ chảo cánh tay dưới. Trong đó này có 97 trường 97% này, trong tất cả các bệnh nhân trực khớp vai có 97% là bệnh nhân bong phức hợp dây chằng ổ chảo cánh tay dưới và xuống viền khỏi bơ trước dưới ổ chảo. Đây tình hình đây, 100 ca có 97 trường hợp rồi đấy, và trong đó là có 90% bệnh tổn thương có tổn thương heo sắt. Bạn có bị tổn thương heo sắt là tổn thương gì không? Bạn muốn biết giống tay nói anh con à, heo sắt rồi. Nhật Tân, Nhật Tân tổ tổ thương hiệu sắc là gì em? Do trọng xương cánh tay Thưa bị thầy, là tổn thương nó xương nó lún, một tổn thương xương nó lún trên chỏm xương cánh tay nha. Thì cái chỏm xương cánh tay xương nó bị lún khi mà chặt khớp thì là tổn thương hiệu sắc nha. đúng, nói cũng hiểu thôi nhưng mà không có chính xác. Tại vì khi trực cái tổn thương heo sắt á, khi 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 tư thế của xương vai khi trực ra trước và ngừng ra trước thì cái chòm xương cánh tay, cái chòm xương cánh tay nó bị bay mòn bởi cái ổ chảo xương cánh tay, nhưng mà trong đó lại ổ chảo là bị trượt dưới ở vị trí từ 3 giờ tới 6 giờ, nhưng mà chòm xương cánh tay á, là bị phân phía 1/4 sau ngoài, 1/4 sau ngoài nhá của chòm xương cánh tay, nó lâu ngày quá nó trực nó bị mai mòn ở mặt trước dưới của chào cái đó là lún, em nói đúng rồi, đó là tổn thương hiệu sắc của
phía sau ngoài nhé. Nhớ là sau ngoài nhé, sau ngoài của chòm xương tay là tổn thương hiệu sắc, nhớ đánh trách nhiệm mà em ấy nên là không kết nối được. Dạ được rồi, được chưa, được chưa? Dạ được rồi. Rồi 10% và trong đó 100 ca thì có 10 ca có tổn thương slab, thì các bạn nào biết slab là gì không? Rồi độ trung thành slab là gì em? Em thấy tổn thương slab là tổn thương rách sụn viền ở phía trên từ trước ra sau. Dạ hết ạ. Từ trước ra sau rồi. Ok đúng rồi, từ mãi dơ tới mãi dơ em. Dạ thầy từ 10 giờ đến 2 giờ. Thông thường tầm 10... từ 2 giờ đến 10 giờ em nhỉ? Vâng ạ. 2 giờ tới mấy giờ em có em biết từ slap là giờ trả từ từ gì không? Slap là vỗ tay. Độ trung thành. Slap là phải vỗ tay không? Không, từ cái từ slap này, từ slap at L IP này. Này em không rõ thế. Rồi, đúng rồi, bạn có bằng nào bằng Mỹ Duyên này, bằng gì Duyên đúng này. Superior labrum anterior to posterior. Slap là một tổn thương sụn viền sau khi gây ra sau khi trường hợp trực khớp vai, thì trong đó trong 100 ca thì có 10 ca tổn thương slap này, từ từ vị trí 2 giờ ở phía trước đến 10 giờ phía sau này ta gọi là tổn thương sụn viền sau trên em ấy. Từ trước ra sau. Dạ vâng. Em mày được. Rồi. Đọc qua là cái những chữ nhỏ nhạt. Rồi đây là hồi đó là sụn tổn thương sụn viên này, để anh luôn tiền anh đọc vượt qua cái bài báo này mày đem ví dụ dùng mày được có chìm được cái bài bài giảng được hay là chưa mà đấy. Dạ như là các học hỏi này hỏi các em là có đọc được những cái bài này trước khi lên lớp chưa, đã đọc được cái cập nhật này chưa? Không, đọc lại cái này đọc lại cái, có một cái ví dụ cái slide này là mày được có xem trước không hay là? Dạ tại vì em không nhớ là có cập nhật cho lớp này chưa, tại vì lớp kia thì cập nhật mà lớp này không biết là đã tìm hiểu chưa. Mấy bạn đã tìm hiểu cái slide này chưa, đã thấy chưa? Chắc chưa. Nhỏ lại. Chọn cái cuốn sổ. Đấy. Dạ không ạ. Dạ đúng rồi. Đến một bức to lên để dịch cho mà được nó về. Dạ. Rồi, đây là một bài báo hơi cũ nhưng mà để anh muốn nói lên cho mày đến nhiều là cái chuyện đây là một cái thay đổi bệnh lý có những cái trường hợp trực khớp vai cấp mà người ta dùng nội soi để tham khảo lâm sàng và dùng nội soi để đánh giá sau một lần trực đầu tiên. Đây là một anh nói đang nói là một trường hợp trực cấp nhá, trực khớp vai ra trước do chấn thương và ta nghiên cứu để thay đổi cấu trúc giải phẫu bình của trong khớp vai. Mày đem cần anh đọc qua cái này để hiểu không? Cần đó, tại vì thực tế là thấy rồi nhưng mà chưa dịch hoặc là chưa. Đây. Đây là một cái nghiên cứu mà người ta chia làm hai nhóm, là một cái nhóm mà người ta không phẫu thuật, chỉ có điều trị bảo tồn thôi, và một cái nhóm là người ta dùng nội soi để kiểm tra vào trong khớp để coi từ tổn thương sau khi trực khớp vai thì cái khớp đó nó bị tổn thương như nào và thành phần nào trong khớp nó bị tổn thương. Thì em nào biết
nội soi là gì, có nội soi khớp là gì? Giống bên quan ạ. Nội soi khớp là gì? Trung thành à? Trung thành có giơ tay không? À rồi, thắng thôi. Dạ, nội soi khớp là đưa mấy cái ống Toka vào trong cái ổ khớp. À. Rồi mình sẽ quan sát bằng camera, sau đó là xử lý những cái chấn thương bên trong. Ok, ok, tốt em. Rồi, nội soi khớp là nội soi người ta dùng cái gọi là optic, gọi là cả đầu camera người ta đưa vào trong khớp á, ta dùng cam đo người ta thảm sát toàn bộ tổ chức ở trong khớp qua cái tổ chức nào bị tổn thương, và với những tổ chức tổn thương người ta có những cái phương cách, có những cái dụng cụ để xử lý riêng em. Đó là nội soi khớp máy đem biệt khoa như vậy là tốt lắm rồi. Đây để em đọc qua này, đây là một cái nghiên cứu được thực hiện trên những bệnh nhân trẻ này, nhỏ hơn 24 tuổi đó, nhỏ 24 tuổi ấy là nhỏ hơn 6XY lớp mình á, lớn lớp mình, đang lớp mình á. Đó, thời gian đầu tiên này sau bị trực hợp vai ra trực do bị chấn thương, những bệnh nhân này sẽ chia là phẫu thuật nội soi và điều trị bảo tồn, tức là không mổ chỉ còn nặng lại và điều trị bảo tồn thôi. Cái nhóm đầu tiên cho được không mổ là 53 bệnh nhân, còn 63 bệnh nhân được chọn làm nội soi nha. Trong 53 bệnh nhân là điều trị không mổ nữa, với một trực hợp vai đi vô, 53 bệnh nhân người ta nặng là khớp xong bất động, và 63 bệnh nhân, có 63 bệnh nhân khác vào thì người ta 60 ngày người ta thực hiện dùng nội soi luôn, với tuổi trung bình là khoảng 20 tuổi như thế này đó. Và tất cả những cái thực hiện là được khoảng tầm 10 ngày sau trực khớp, và 63 bệnh nhân với nội soi như thế này thì chắc chắn là khi trực khớp thì sẽ có xuất hiện máu ở trong khớp nhá, và trong có 97% khoan, còn nói 97% được là có sự bóc tách chỗ bám giữ dây chằng vào bao khớp. Thôi cái slide cho trước anh có nói là 97% này có sự nó có sự bóng cái dây chằng ở chảo cánh tay giữa và cánh tay dưới đó, anh nói slide về trước đó. Và và trong đó có hai bệnh nhân, mà trong đó có một bệnh nhân là có một bệnh nhân này dù nhật cái dây chằng ở chảo cánh tay dưới từ vị trí cổ của xương cánh tay đấy, có một bệnh nhân này dù giật dây chằng ổ chảo cánh tay dưới này, mà đem đĩa cái khô gánh có nói rằng là ổ chảo phòng cái dây chằng ổ chảo cánh tay dưới có hai bộ, bộ trước có bộ sau nhé, đây dù giật ở bộ ở phía trước mà vị trí tại cái chọn tại cái chọn đó trên chọn xương cánh tay này. Đấy. Rồi có trong đó này, có trong 63 bệnh nhân mà có 57 bệnh nhân có tổn thương khiêu sát này, khiêu sát thì ông coi bàn nào đó có trả lời tổn thương khiêu sát là do lúng cái chỗ cái chòm xương cánh tay vào trong cái mặt trước dưới của ổ chảo này, và cái độ lúng này nó không được lớn, không lớn, rất là lúng nhỏ. Và trong đó có 6 bệnh nhân có tổn thương slap này. Đấy, slap là superior lateral anterior posterior lesion này, là có 6 bệnh nhân có tổn thương slap này. Và trong đó có 2 bệnh nhân có bóng chỗ bám của đầu dài của gân cơ nhĩ đau này, và không có trường hợp nào rách gân cơ chọc xoay. Và trong còn lại cái nhóm thứ hai là nhóm 53 bệnh nhân điều trị không phẫu thuật được, thì gồm có 90% là không phẫu thuật, thì có 90% là 100 bệnh nhân, có 90% là bệnh nhân có sẽ có trực hợp tái diễn. Đấy, trực hợp tái diễn. Đây là cái nghiên cứu giáo bình để nói rằng nói lên rất lên rất lên nói lên với cả mời các bạn rằng á, là cái slide sau mi này đấy, là cái nghiên cứu thế này thì chỉ có 9 trong vừa tới nghiên cứu với một cái trường hợp, những cái trường hợp được cái vai lên đầu tiên thì trong 63 ca này, 63 trường hợp này thì 97% là có bệnh nhân có bóng phức hợp dây chằng ổ chảo cánh tay dưới và xuống viền ra khỏi bờ dưới ổ chảo, và trong có 90% của trường hợp trực cơ vai đã có tổn thương khiêu sát và 10% có tổn thương slap nhá. Các bạn hiểu không? Các bạn hiểu không? Dạ có thầy ơi. Ừ. Có thầy ơi,
Dạ có thầy. À. Rồi. Đấy. Rồi phân loại thì khi phân loại thì người ta dựa vào cái hai mà hai đau khớp. Trực khớp thì khi phân loại là người ta dựa vào sự di lịch của cái đau khớp trong ngoài biên. Là ví dụ giống như trong trực khớp cập hãng thì người ta dựa vào sự di lịch của đấy khi mà phân loại trực khớp á, thì đa số người ta dùng cái sự di lịch của cái đau ngoài biên để phân lịch để mà phân loại. Ví dụ dùng như trực cập hãng thì người ta dựa vào sự di lịch của di chuyển của cái chòm xuống đùi, là trực khớp kiểu bịch hay là trực khớp mà kiểu chầu. Rồi ví dụ dùng như là trực khớp kiểu thì người ta dựa vào sự di lịch của cái xương trụ để phân lộ. Rồi trong cái trường hợp vai thì người ta sửa sự di lịch của cái chòm xương thành tay so với ổ chảo để mà phân loại. Phân loại là trong trường hợp cả vai cấp thì có di lịch trên hình ảnh như thế này, thì các bạn nhìn thấy này, đây là trường hợp vai ra trước, các bạn biết ra trước. Nhìn hình ảnh ở bên phải này thì các bạn là vì đang các bạn biết đây là trường hợp vai ra trước, bạn là biết trong tay con ạ. Hình ảnh này các bạn biết trường hợp vai ra trước. Có bạn nó biết để giống tay lên không? Hình ảnh rất rõ ràng nhá, có hình ảnh này trực cập vai đất trước này. Đấy, thầy bảo đấy, thầy bảo nó nhìn Nhật Tân với bạn Nhật Tân. Thầy bảo thầy học đây bây giờ chưa, thầy bảo bữa nay đi ngoài luôn. Dạ thưa thầy, do là xương cái chỏm cánh tay nó là trước so với lại bả vai vậy. Chứ đang việc đó là trước hay ra sau, anh nói ra sau ra việc đó là ra trước. Dạ nó ra trước rồi so với cái chỏm cánh tay, hình thấy nó chỏm cánh tay nó ra trước so với cái diện khớp đó thầy. Dạ. Ừ. Bây giờ anh nói ra sau thì cảnh đi ra sau chứ không phải ra trước. Dạ. Anh nói là cảnh đi trực ra sau. Với hình ảnh thì anh nói trực ra sau thì làm đang là em khẳng định là trực ra trước. Dạ khẳng định thì dường như nếu mà mình thấy mình cái cánh tay, cái phần tay của bệnh nhân khi mà khám thì nó sẽ ra phía trước hơn so với lại thân cái cơ thể của bệnh nhân. Nhìn cái phần móng quạ với cái phần chúng ta nó sẽ có phần lòi ra trước. Bây giờ nếu có bệnh nhân răng. Dạ. Bây giờ như nếu em là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, em nhìn vô phim X quang thì em làm răng em khẳng định cái này là trực cập vai ra trước. Dạ thì nếu mà chụp X quang nó phải là thấy nó chặt ổ chảo, so với ổ chảo thì nó chặt ổ cánh tay, xương chỏm cánh tay nó chặt ra sau ổ chảo ra trước vậy. Không, nhưng mà anh nói cái này là em phải có lý do chứ, cho thích đáng là cái này là phải trực cập vai ra trước. Nó cần cái mặt phẳng không? Anh trả lời luôn hả? Nhật Tân anh mới bằng đồ trung thành. Dạ thưa thầy, là em lấy cái mốc ở đây là cái ổ chảo thì cái khớp đầu trên của xương cánh tay nó ra đằng trước thì mình sẽ gọi là cho khớp vai đằng trước. Ổ chảo bây giờ chứ anh nói đây là trực ra sau thì anh em phải có lý do chi đây là cái chuyện là
đấy là trực khớp vai ra trước hay ra sau, lý do chứ chắc chắn bây giờ anh nói sót ô chào thì cái nó trước ô chào và chọn đâu trên xương bàn tay thì cái nó trước cái nó sau, nhưng mà anh em nói ra trước anh nói ra sau em lâu đang mà em khẳng định được cái chuyện nữa. Dạ, thì mời em cũng biết. Mời bạn Thanh Tuấn. Dạ nhìn cái mỏng quạ thầy, nó gần cái mỏng quạ là ra trước đúng chắc. Ờ Thanh Tuấn rồi, bây giờ như này anh, bây giờ chứ mình nói trước cái sau phải có một cái chế độ để mới khẳng định với người ta chứ, lời kia em là bác sĩ chẩn đoán nằm nhá, em nhìn vô ít quang, nhìn vô phim ít quang chứ đâu phải có bệnh nhân đâu, không có bệnh nhân thì em nhìn vô cái phim em biết là cả cái chắc chắn là trực cắt trước thì em phải nhìn vô là quả đây là cái mỏng quạ này. Được chưa, đây là cái mỏng quạ thì cái tròn xương tay nằm dưới mỏng quạ đấy là chắc chắn là nó trước rồi, tao với mỏng quạ nó rất trước hay là sao anh Tuấn? Dạ trước thầy ơi. Đúng rồi, mỏng quạ phía trước đó, em nói đúng đó, mỏng quạ phía trước nên được cơ vai ra trước đấy, em phải có một cái lý do trong cho xác đáng nhá, chứ không bây giờ chứ anh nói ra sau, anh nói ra sau em nói ra trước thì có chỉ để mà ghi nhận cái chuyện mà đúng ai sai hết á, nên cái mỏng quạ nó phía trước đây là được cơ vai phía trước đó, người ta dựa vào sự di chuyển của nó trên xương tay nhá, và đây được cơ vai ra sau này, nhìn thấy đây là mỏng quạ này phía trước, đây là cái gai vai trực phía sau, gai vai nó chắc chắn trực phía sau đúng không? Rồi và cái đây là trực phía dưới, trực đây trực cơ vai ở phía dưới. Thì trong đó trong trực cơ vai cấp này có 95-97% đa số trường hợp trực cơ vai ra trước này, chỉ có 2-4% là cái trường hợp mà trực cơ vai ra sau rất là hiếm gặp này. Và anh nhắc lại luôn, trực cơ vai ra sau, trực khớp vai ra sau gặp rồi tí nữa gặp tí nữa họ nói sau, và là có 1% trực khớp vai xuống dưới thôi, và trực khớp vai cũ đến buồn sau 3 tuần, và đây là mình lớn hơn 10 lần do tài liệu trước đây là nó nói lớn hơn 10 lần, và sau này là chỉ có trực khớp lưng thứ hai sau trực khớp lưng thứ nhất thôi. Ví dụ một bệnh nhân vô đầu tiên khoảng tầm khoảng 1 tuần hay là 1 tháng hay là 1 năm người ta vô và trực lại, người ta gọi là trực khớp tái diễn đấy. Mà giờ mà bị ta 5 giờ mình về thì giờ 5 giờ rồi, trực vai ra trước rồi. Rồi bây giờ chưa đi vào lâm sàng, từ lâm sàng của trực vai ra trước này, trực vai ra trước rồi có 95-97% á. Bây giờ chưa cơ chế của trực vai ra trước là dàn và xoay ngoài. Đây mà để em biết là tay mình là tay anh đưa lên với tay bình thường anh như thế này này, đưa lên đây rồi có là dàn này. Xoay ngoài, mày đang nhìn thấy trên ảnh quán không ạ? Nhìn thấy qua video không? Để bàn nó lượt mình nè. Rồi, đây là vàng nha. Vàng này. Đây là vàng này. Đây là vàng xoay ngoài. Đây là tư thế của trực khớp vai ra trước này. Các em vàng và xoay ngoài. Bởi một lực vàng và xoay ngoài quá mức và lực, nếu có lực tác động trực tiếp nữa phía sau là gây ra trực khớp vai ra trước, và trực và trực dưới này. Đến sau khi trực xong và cái tư thế của bệnh nhân là tư thế giang, cánh tay giang vào xuống ngoài, mày đem nhiều mày trưng cả đi mà đẹp á, đánh rất nhiều nhá. Cơ chế là giang vào xuống ngoài, giang vào xuống ngoài, và tư thế sau khi trực là tư thế giang vào xuống ngoài của xương cánh tay ấy. Tại khi mặc cái nhìn thấy slide đầu tiên là khi mà bệnh nhân người ta lăn được tới đâu vậy, ở cánh tay giang vào xuống ngoài 30 độ nhá. Đối với một cái trường hợp khác, ví dụ trong những trường hợp ví dụ cơ chỉ, đây là cơ chỉ, là đây là cái cơ chỉ mà nó giảm tiếp giảm xuống ngoài có một cái này giảm tiếp, và có cái cơ chỉ trực tiếp đối tay bên những bên tay mình bình thường thế này, với một tác động lực từ phía sau tới trực mạnh nó sẽ gây lên trực phía ra trước, mà cái cơ chỉ này là rất là ít. À Mỹ Duyên hỏi chi nói lên nói micro lên của anh Mỹ Duyên, với bạn đang thì Mỹ Duyên. Để cho em hỏi là cái kín gồ lên tóc thủ ở trên cái khớp vai ở trên hình đó là gồ lên phía trước hay phía sau em? Gồ lên phía trước hay phía sau? Phía sau ạ. À rồi phía sau. Phía sau này là cái đấy là cái gái vai em ấy. Dạ dạ, dạ vai đúng không? Cái này là cái gái vai.
Rồi, đây là một cái trường hợp trực khớp vai này, anh là chỉ một cái nạn yếu này. Đây là cái một quà này, từ đây là một trường hợp trực khớp vai đáp trước. Sau khi các bạn một bệnh nhân vào, các bạn nhìn thấy thăm khám trên lâm sàng, khai thác về cơ chế nó như thế nào đó. Đó là một cơ chế cánh tay dạng và xương ngoài đối với bệnh. Trong cái tài liệu mà cái tài liệu trong sách đó là khi anh soạn bài này, anh có viết đối với những bệnh nhân người nông công nhân người ta mang vác như thế này. Khi mà người ta vác vác như thế này, các em thấy không, việc vác vác như vai, người ta ôm vai như thế này thì cần người ta té ngã mà sấp xuống thì cái tay này dạng nó có mất cùng cái ra thịt cặp vai. Và khi với một tư thế dùng như ban đầu với tham khảo lâm sàng vào ở phòng cấp cứu máy đen, hỏi ra cơ chế rồi thăm khám lâm sàng nghi ngờ trực khớp vai, cho bên con khớp vai ra như thế này, đó chính là một cái trường hợp trực khớp vai. Và trực khớp vai đây là cái mẫu xương gì, đây là có một tổn thương băng cạc là băng cạc xương nha. Và trong cái hình ảnh luôn, nếu mà tổn thương mất xương viêm phía trước dưới mà không có tổn thương xương kèm theo gọi là tổn thương băng cạc, mà nếu có tổn thương xương kèm theo gọi là tổn thương boni băng cạc, gọi là băng cạc hoặc băng cạc xương. Đó, đây là tổn thương hiếu sắc là do vì cái đầu tiên thì sau ngoài của chòm xương cánh tay nó tiếp xúc với mai mong bởi mặt trượt dưới của ổ chảo làm lúng vào đầu tiên xương cánh tay, đấy là gọi tổn thương hiếu sắc. Và sau khi đó, nếu có tổn thương cái băng cạc xương này, cái tổn thương băng cạc xương, nếu mà trong trường hợp bệnh nhân mà tổn thương băng cạc xương với một cái tỷ lệ lớn, mọi người khi vào cấp cứu, ví dụ giống như anh đi hội chẩn chẳng hạn, hoặc là anh đi khám bệnh nhân chẳng hạn, thì anh nghi ngờ trường hợp này tổn thương lớn cần phải có sự can thiệp, thì anh phải chụp một, anh sẽ cho chụp một cái CT dựng hình ổ chảo để mình xem từ cái sự mất xương này bao nhiêu phần trăm để mình có cái kế hoạch để điều trị cho bệnh nhân. Ví dụ mất xương nhỏ mình có thể điều trị bảo tồn hoặc là can thiệp ngay từ ban đầu. Đó là cái đấy là cái CT scan dựng hình. Và ví dụ nếu bây giờ như giả sử là bẻ 10% thì phải can thiệp dùng nội soi, can thiệp và khâu lại xương viêm kèm theo cái xương khoảng 20%, thì dựa tùy thuộc vào những tổn thương trong khớp dưới nội soi thì mình có thể là khâu lại xương viêm và định lại cái xương. Nhưng mà trên 20% thì các bạn phải kết hợp xương nhá. Trên 20% cả những cái sâu quá vài bước bằng đá lâm sàng thì mình sẽ nói thêm các bạn về cái chuyện này. Nhưng mà nói tóm lại, nếu mình nghi ngờ mức xương lớn thì mình phải chụp dựng hình CT scan dựng hình để mình biết ra dựng hình lại ổ chảo. Vâng, còn trực khớp vai ra sau, trực khớp vai ra sau này, trực khớp vai ra sau thì để tầm khoảng 3-5% thôi, nhưng mà tỷ lệ tuổi xảy ra tầm khoảng 35-55 tuổi, nhưng mà rất là dễ bị bỏ sót. Thực sự lên lâm sàng anh vừa nhìn thấy, nếu mà không có kinh nghiệm thì cực kỳ rất là dễ bỏ sót với một trường hợp trực khớp vai ra sau. Đây là một trường hợp của cái hình ảnh của EVO rất là rõ này. Có bạn nó biết vì đang đấy trực khớp vai ra sau là cô mới nói xong. Nhìn hình ảnh này, ít con ở bên phải, hình ảnh khúc chuột quán á, bạn nó biết giống tay không con? Đúng, nhật tấn trả lời này. Đúng, mà nếu bạn nhìn thấy trên khi anh nhắc lại cái tự nhiên bạn biết đấy, rồi nhớ nhìn thấy này cái mỏm quà phía trước đây, hình ảnh con cái chòm xương cánh tay về sau. Để anh giảng một vài bài thôi, vài bữa là mấy bài này sẽ bảo giảng cả em nhá. Thế bảo đây con giảng hai lần thôi. Đây là cái mỏm quà nhá, đây là trực khớp vai ra sau nhá. Đấy, trực khớp vai ra sau. Nên đối với trực khớp vai ra trước thì tư thế dạng cánh tay dạng có xương ngoài, nhưng mà đối với trực khớp vai ra sau là cánh tay sẽ khép với xương trong này. Các bạn nhớ để đánh rất nhiều này, ít con làm sao biết được mỏm quà trước được à? Xương bả vai che một góc đầu xương cánh tay, ít con làm sao biết mỏm quà trước ra? Biết em, đây là mỏm quà em đây, em dương khôi đó, dương khôi mới rồi mở mít lên quá anh. Dạ em nghe thầy. Tiếng khôi người khôi có hình ảnh anh là nói đó, cái mồm quà cục trượt đấy là hình ảnh mồm quà này, anh chỉ đây là mồm quà em thấy chứ, mồm quà đấy này. À em thấy rồi thầy. À, thầy đó là hiểu là việc với anh thực hợp vai ra sau chứ. Đây là mồm quà này, đây là cái gái vai này, gái vai nằm ở phía sau ở phía trước, dương khôi. Dạ. Gái vai này phía sau này.
Sáu rồi thì còn xương tay là luôn xong chỗ gai vai thì chuyện còn từ vai nó sáu mình thấy nó ở dưới sau ở dưới trong trường hợp bệnh nhân dàn bao khớp nó là dàn bao khớp hoặc là trong trường hợp là bệnh nhân nó mất cái độ căng của cơ trương lực cơ nên người ta với cái thứ hai là khi cái tiết chụp á cái tiết chụp thì chụp lên nên cái khoảng cách giữa cái chòm xương tay với cái gai vai nó có khoảng cách nên các em nhìn thấy là nó bị hơi xuống dưới nhưng mà nếu trên làm EVU như thế này thì các bạn phải nên nói là nên chẩn đoán là trực khớp vai ra sau và EVU như thế này thì cái gai vai nằm ở phía sau một quả năm về trước và chòm xương tay nằm phía sau đây trực khớp ở phía sau cái thứ hai dựa trên cái lâm sàng là mày đến phải là đây là có một cái bóng hình X quang này đây là một trong những cái dấu hiệu để chẩn đoán trực khớp vai ra sau này rồi trên bên chỗ tư thế của trực khớp vai ra trước là cánh tay dang và xuôi ngoài nhưng mà đối với trực khớp vai ra sau là cánh tay khép và xuôi trong nhớ cái này là trách nhiệm nhá khép với xuôi trong ấy khép như này trực khớp vai ra trọn cánh tay nó đi ra sau và cánh tay khép và xuôi trong rồi trực khớp vai xuống dưới. Bây giờ chứng ra trước chúng ta sau nữa chứ rằng việc ở đây là xuống dưới mà sinh viên mà không biết cái đây là trực rằng trực xuống dưới có bao nhiêu việc trong tay à nhìn thế này quang nó rõ ràng lắm đấy Thanh Tuấn dạ phải cái ổ cối nó nằm ở đó, cái ổ chảo nó nằm phía trên cái chõm xương cánh tay không hả đúng rồi tự nhiên trực khớp vai đã trượt thì cái chòm xương cánh tay nó phải đi xuống dưới cái ổ chảo lắc đó sự hiện diện em dọa tôi đó trực khớp vai thì nó rất là hiếm gặp này nói tức là nó chiếm sấp xỉ 1% thôi sấp xỉ 100 ca thì chỉ có một ca là trực khớp vai xuống dưới thôi và trực khớp vai xuống dưới nó một cái tư thế điển hình nó rất là điển hình đây tức là cái chòm xương cánh tay nó đi xuống dưới ổ chảo và cái cực hiệu nó gấp này trong tư thế này nhớ trắc nghiệm này chọn xương tay nó đi sử dụng chào và tư thế cánh tay dang này kiểu gấp này thì bàn tay của mình đặt ở trên đầu hoặc là sau đầu đây là tư thế điển hình này tư thế điển hình của trường hợp phải gọi là bị khóa như thế này luôn và cái này rất là đặc biệt tại vì với một lực chấn thương lớn thì lúc đó hàng mày ghé tay trường hợp phải như thế này nên có một cái nghiên cứu của ông Thomas năm 2014 khi trường hợp phải xuống dưới gây ra một cuộc thức phối hợp cực lớn cực tỷ lệ cực cao và trong đó anh là dựng chứng đến điển hình là đấy là cái số liệu này của nghiên cứu của Thomas này với trực khớp vai xuống dưới thì gầy GT và gầy gầy AC là chiếm được 80% là GT là gầy mọi gầy mọi đồng lớn mà đem thế con cái AC ni là cái rotator cuff nhá những cơ chọc xoay tỷ lệ đứt về 80% và trong đó tổn thương thần kinh tới 60% và tổn thương mạch máu tới 39%. Sao tay nhỏ không rơi xuống dưới mà em anh không để ý cái chỉ là dương khối hoạt tại vì đang bây giờ chỉ cái chòm xương tay nó kẹp giữa báo khớp và cái ổ chảo này nó kẹp vô như thế này nó không đi xuống dưới được em cái tư thế đi là cái tư thế giảm đau của bệnh nhân nếu các em đưa xuống dưới là vô tình nó gãy luôn cái chòm xương tay nếu bệnh nhân nếu mình cố gắng đẩy xuống dưới là chọn xương tay nên khi trực khớp vai xuống dưới là nếu mà các em nặng lại nó rất là điển hình là các em phải đưa cái chọn xương tay đi từ trực khớp vai xuống dưới và đưa các trực khớp vai ra trước sau đó trực khớp vai ra trước mới đưa ra vị trí bình thường so với các cái trực khớp vai khác á, là mày đem chỉ cần một bước thôi ví dụ trực khớp vai ra sau mày đem làm sao đưa khớp vai ra trước trực khớp vai ra trước mày đem làm sao đưa cho vị trí vào trung tâm những đồ về trực khớp vai xuống dưới là mày đem phải qua hai bước một là trực khớp đưa và đưa trực khớp vai xuống dưới về trực khớp vai phía trước bước thứ hai là từ phía trước mày nặng lại hiểu chưa ở dương tổ dương khôi hiểu thầy à hiểu đến thôi vừa đánh trắc nghiệm nhá rồi trực khớp vai tại diện tại vì thực cái liên quan về trực khớp vai tại diện thì nó cũng rất là sâu là cũng anh cũng không nhận mạnh về cái chuyện trực khớp vai tại diện anh chỉ muốn nhận mình mày để em chỉ có ba trực khớp vai cấp thôi
nên trực khớp vai tại diện quan là còn ngoài thôi, thì một bệnh nhân trực khớp sau trực khớp vai lần đầu tiên đến với mình sau một tuần hay vài ngày hay là sau một tháng hay là 5 tháng 7 tháng hay là một năm gì đó, nếu có trực lại đó gọi là trực khớp vai tại diện rồi. Và khi trực khớp vai tại diện thì lúc này có những bệnh nhân trực khớp vai tại diện tới mức là việc bệnh nhân có thể làm những động tác rất là dễ, ví dụ mình bằng có những bệnh nhân đưa cái tay lên cái để lấy cái gì cái cũng được trực khớp, nhưng mà đang họ trực khớp họ tự nặng là được. Một vài lần trước, một vài lần đầu họ đau thôi, và sau những lần sau họ không đau nữa và họ tự nặng. Nên khi được vai thái diện này thì các bạn nếu mà ra đi lâm sàng ở Huế, nếu bạn gặp những trường hợp này thì tham khảo nó rất là rõ. Thì là các cái dấu ví dụ ngắn chiều trước, ngắn chiều sau, những mảnh ngực ở cấp cuối vậy. Thì trong lớp của mình có bạn nào khảo cái dấu ngắn chiều trước, chiều sau của mũi chưa? Giống tay anh coi nè. Nhật Tân có vẻ thích đi ngoài bạn em. Dạ, dạ cũng hay hay. Nhật Tân đúng không? Em khảo với thế. Dạ. Có khảo với em hả? Dạ rồi dạ. Nói ngăn kéo trước ngăn sau vậy. Đó, dầu ngắn chân trượt cái sáu này. Ngắn chân trượt cái sáu của em khảm chứ. Dạ rồi dạ. Khắp gói đúng không thầy? Dạ. Dạ. Cố định. Đó. Dạ, dạ rồi thầy ơi. Mình đi ngoài chấn thương. Thì cái này chân trượt cái sáu là sự di chuyển của cái chí sáu và cái chí. Dạ, di chuyển của xương đùi với lại xương chày, để mà coi khám như chằng chéo trước chằng chéo sau có đứt hay không. Thì em ví dụ dùng giả sử đứt dây chằng chéo trước thì em dựa vào cái chi, em khám thì em dựa vào cái sự di chuyển của cái chi. Dạ, đứt dây chằng chéo trước thì sự di chuyển thì thấy khi mà làm giống ngăn kéo thì ngăn kéo sau thì đẩy về sau thì nó đẩy về trước thì thấy cái sự chênh lệch giữa cái xương đùi với lại cái mâm chày, cái phần mâm chày nó cái phần của xương bánh chày, xương chày nó đi ra phía trước hơn so với bình thường. Sự di chuyển của mâm chày đúng không? Dạ. Yeah. Đúng đó, sự di chuyển của mâm chày. Đó là khi em khẳng cái chiều trước nên trong khám với dấu ngắn kéo trước của cái chỗ khớp vai thì do sự di chuyển của cái chảo là nó cố định chọn xương tay di lịch, nên khi mình khám cánh tay ở tư thế dạng 45 độ và cái tay bên trái là mình phải giữ cái tay của cho bệnh nhân, và mình dùng một cái lực của lòng bàn tay của bên tay thuận của người khám là đẩy bệnh nhân xuống dưới, đẩy bệnh nhân ra sau, đẩy ra sau, đây gọi là dấu khám ngăn chiều sau. Dùng như mình dùng trong khám cực gối, mình dùng hai ngón cái của mình đẩy cái mâm chay ra sau, đó là dấu ngăn chiều sau. Và tương tự như mày, mình dùng cả cái ngón tay này đưa cái chọn xương ngón tay ra trước, đó là dấu ngăn chiều trước của cái khớp vai. Rồi đối với bệnh nhân mà trực khớp vai mà có khớp vai tại diện này, là có những gọi là anterior apprehension, tức là cái tẹt này là cái S phía trước. Còn về tư thế này, cái tư thế hình ảnh cái tẹt này á, là cái tư thế này là cái tư thế của trực khớp vai này, các cái là tay giang này, xương ngoài này. Thế chứ khi mà bệnh nhân là người ta đã có bị như thế này, cả em khám như thế này thì cần khám mà đẩy mạnh tí để người ta sờ bị trực đó, nên nó gọi là cái tẹt S. Có những trường hợp mình làm như này bệnh nhân trực luôn và sau đó mình nặng vào lại. Và đây là cái tẹt ở bên phải là relocation tẹt sai, tức là dấu hiệu đặt lại khớp. Thì với một tư thế như này thì các bạn xoay trong và các bạn dùng từ cánh tay đẩy thì chọn xương cánh tay ra sau, thì cái tẹt này là để đặt lại khớp. Rồi điều trị sau khi chẩn đoán một cái trường hợp trực khớp vai rồi thì sử dụng các cái phương pháp nặng lại,
có rất là nhiều, hiện tại có hơn 10 cái phương pháp để nặng lại khớp vai. Thì nặng thì người ta chỉ cần tê tại chỗ để nặng thôi. Trong trường hợp người ta nặng không vào, lúc đó người ta sử dụng tiêm mê hoặc là cho mê nổ khí quản cho giảm cơ hoàn toàn gần nặng. Và cái phương pháp, cái quá trình, cái chuỗi điều trị của cái trực khớp vai này là cấp là phải nặng, bất động và phục hồi chức năng. Ta phải nhớ cái này, nhớ đánh trắc nghiệm ấy. Và nặng trực, bất động và phục hồi chức năng và phẫu thuật khi có chỉ định. Đó, đối với trực khớp vai cấp thì chúng ta phải nặng định, phải nặng này, phải nặng khớp. Và phương pháp thì tí đã nói, và bất động trong vòng 3 đến 6 tuần. Sau đó tập vật lý trị liệu để tăng cường cái sức mạnh của gân cơ chóp xoay, dưỡng khối, anh đã nói rồi, để tăng cường cái độ vững của bão khớp. Đó, đây là một cái phương pháp của Hippocrates này. Đối với bệnh nhân này, trực khớp vai ở bên phải, với tư thế dàn số ngoài thì các em phải dùng người khám đứng cùng bên với bệnh nhân. Còn một người gạch khăn bỏ dưới lòng bằng chân để gọt chân, và người ta kia vào cái vai của cái vai trực, và lúc đó người ta kéo thẳng trục theo cái mũi tên như thế này, kéo thẳng trục từ 4 đến 5 phút nha, kéo thẳng trục, và xong đó người ta test xoay qua xoay trong và xoay ngoài để cặp vai nó vào. Và trong trường hợp nếu sau này các bạn đi cấp cứu, nếu mà mình trực đi theo mình trực thì nếu có cao thì mình sẽ có thể cho các bạn thử cái phương pháp này, tức là phải kéo và lúc đó người nặng sẽ cảm nhận được cái chuyện nó vào, tức là khi mà cái chọn trên tay nó vào ở trong cái chỗ cái ổ chảo thì có một tiếng click, thì các bạn cảm giác vào rất rõ. Khi cảm giác vào thì các bạn sẽ trong sơ ngoài là rất là dễ dàng. Và một cái sơ đồ hình ở bên trái, sơ đồ hình ở bên trái thì có một cái trực khớp vai rất trước như thế này. Thì vì người ta nghiên cứu này, có một cái bài báo của Byron, người ta 2007 người ta nghiên cứu báo chứng với nhân quốc tế, thì một cái phương pháp mà trong ví dụ giống như 100 ca vào của trực khớp vai rất trước thì 70% người ta nặng bằng Hippocrates, 30% người ta nặng bằng mít và Hippocrates lại ở những này lên anh mới mô tả xong. Mít là tín anh sẽ mô tả. Thì trong 70% này thì tỷ lệ thành công thì có 90% thành công và 10% thì phải chuyển qua dưới sự gây mê. Và nặng Hippocrates là người ta ghi cái tê tại chỗ trong ổ khớp thôi các em ấy. Còn mít 30% này nặng theo kỹ thuật này thì trong một thành công chỉ có 67%, và 33% còn lại chuyển qua nặng Hippocrates. Đây là cái phương pháp mít này. Đối với cánh tay, sau cái trực khớp là cánh tay nó dàn và xoay ngoài, nhưng mà cẳng tay nó xoay trong, thì các em tổ phương pháp mít tất cả các phải chuyển cẳng tay từ dàn tâm khoảng 90 đến 100 độ, 90 đến 100 độ, kết hợp với kéo, dùng cái tay còn lại người ta, các bạn phải kéo thẳng trục cho trục trên cẳng tay, và sau đó các bạn từ từ các bạn kéo để chọn xương tay nó bứt ra khỏi ổ chảo, và các bạn xoay trong từ kỹ thuật mít 3 bước. Và sau này kỹ thuật Couture bây giờ cũng rất là phổ biến. Với cánh tay mà dàn xương ngoài thì các bạn kéo dùng này, một tay đỡ cổ tay, một tay đỡ phiêu, các bạn phải kéo thẳng trục. Sau đó các bạn phải xương ngoài kéo, xong kéo để chọn xương tay nó bực ra khỏi ở phía trước, bực ra khỏi phía trước cổ chảo, xong các bạn phải xương ngoài, kéo và xương ngoài để chọn xương tay nó bực ra khỏi ổ chảo, và sau đó sau không bực ra khỏi vị trí ổ chảo thì các bạn khẹp cánh tay vào và xoay trong. Đó là phương pháp của mít. À, phương pháp của Couture bây giờ người ta dùng của phương pháp này cũng rất là nhiều. Và sau khi nặng vào thì kiểu được bất động với cánh tay dàn và xoay ngoài 30 độ và trong vòng 3 đến 6 tuần, và sau đó vẫn tập phục hồi chức năng. Đây là cái lược đồ phẫu thuật để cho những bệnh nhân sau mổ. Đây là đưa cái slide bị lộn đi nhầm sau mổ. Rồi bài giảng kết thúc. Mày là em có ai hỏi gì không ạ? Ai giỏi giang tay và nói bằng mít thôi em.
trong lớp mình có ai hỏi câu hỏi chứ không, người trong tay mà nói bằng mic á. Rồi Thanh Tú, em hỏi gì em? Dạ thầy cho em hỏi là cái điều trị bằng cái phương pháp Coche hay là mic đó thầy. Ừ. Thì cái việc kéo tay như vậy là cái việc kéo nó nặng lắm không thầy? Nên là khi nào mình biết được là nó chuẩn bị vô cái khớp cho mình ngưng kéo? Em đối với khi mà em kéo thẳng trục, khi em kéo thẳng trục là em phải kéo kéo từ từ chứ không phải không kéo từ từ. Em phải kéo thẳng trục nhưng mà em phải kéo từ từ. Em phải kéo từ từ và cái lực của em phải tăng dần. Và kéo tầm trong vòng khoảng 3 đến 4 phút tới 5 phút. Thì lúc nào mà em nghe tiếng click, tức là cái chòm xương tay nó bật ra phía trước cổ cháu á, thì lúc đó mà em cảm nhận là nó đã ra phía trước và nó chuẩn bị vào. Dạ em cảm ơn ạ. À. Nhật Tân hỏi chi em? Dạ thầy, lúc mà đánh tennis thầy lên cái cú smack, cú mà đánh mà lên trên đầu mà đập banh xuống á thầy, hình như cái nó ra à, nó kiểu cái lít một cái khi mình nhân lên nó kiểu cái khớp vai á thầy, cảm giác như nó bị chặt xong rồi nó khi mình đập xuống cái đầu nó mất lại, có lẽ là do chặt khớp rồi do nó mạ, khớp nó mạ lại với nhau rồi thầy, chặt khớp nó hồi lại sao rồi. Với lại cái đó nếu mà làm lâu nó em, có ảnh hưởng nhiều. Em Nhật Tấn có đoạn tí không? Dạ có vậy. Dạ. Rồi đợi cho anh tí. Nghe anh Lan. Chuẩn bị mổ. Mổ xong rồi chuẩn bị mổ tiếp theo đang đánh. Ở ra thì em ra chứ. Ok thì mổ đánh. À nắm sợ hơn đó. Ok anh, ok anh. Đó. Em đang dạy sinh viên tỷ nữa, tầm khoảng 15 phút nữa. Đã kìa, đã. Anh mời nói trường hợp chi khuyến em Thanh Tuấn hay Nhật Tân, là Nhật Tân đang em? Dạ, cái cú smack, cú đánh chân của tennis thầy. À để xem mắt Nhật Tấn chơi, tại vì anh nói anh mô tả em có bị trượt vai không Nhật Tấn? Dạ cảm giác nó là chặt khớp thầy, nhưng mà lúc mà đánh đập xuống rồi nó nghe cái bực cái nghe như thầy nói cái kích gì đó, thấy nó vô lại bình thường mà thấy khớp hay đau đau vậy. Đúng rồi, tại vì cách đây 2 năm là anh có ở bên Sài Gòn á, thì ở bên kia là hằng không có chơi ra bóng như mình, mà đa số lần chơi vòng chay và chơi tennis thì cái tỷ lệ bị khớp vai rất là nhiều, tức là nếu mà em khi anh mô tả khớp vai ra trước đó, là cái tư thế dàng và xương ngoài như thế này này, đây là cái tư thế của em đánh quả smart thôi này, đúng không? Đúng nhỉ? Dạ. Đúng nhỉ Tấn? Dạ đúng đúng nhỉ? Đây đó cái tư thế này là cái tư thế khớp vai nó yếu này, nếu em đánh lâu ngay, nếu anh đánh lâu ngoài chắc chắn là nó sẽ bị tổ, không nói trường hợp của em. Riêng mà cái trường hợp mà bệnh nhân đã chơi bóng như thế này mà với một tư thế thế này đã có một sự trật, còn nếu em chơi click thì chắc chắn là có một sự ảnh hưởng giữa sau trên của chòm xương tay và ở phía trước giữa cổ qua cái tiếng đó, chắc chắn là cái tiếng ca, tiếng ma sát giữa hai thành phần đó. Nhưng hiện tại để em biết cái chắc chắn mà nó bị ảnh hưởng hay không để em làm cái gì em biết không? Em là khi nào ra Huế tuần sau ra Huế chưa? Dạ tuần sau ra thầy. Dạ. Ừ ra Huế rồi, ra Huế để em coi lại. Ok. Dạ. Dạ. Có bạn muốn hỏi cái ca trường hợp gì nữa không? Rồi Hữu Nhất. Mời em. Dạ thầy cho em hỏi là cái tỷ lệ tổn thương thần kinh mạch máu ở cái điều trị khớp vai có nhiều không thầy? Điều trị khớp vai trong trường hợp tổn thương gì bệnh nhân ý em hỏi là tổn thương kèm theo trong trường hợp trực cấp hay là khi là bệnh nhân có sáu nắng điều trị bảo tồn hay là bệnh nhân sáu phẫu thuật? Thế này là sau khi mà nắng điều trị bảo tồn, sau khi nắng thì có cái trường hợp mà tổn thương thần kinh và mạch máu? À có, em có theo dõi mà trường hợp trước đó. Đây là cái trường hợp nặng nhất, điển hình nhất, nên khi anh đưa vô là anh chỉ có đưa trong trường hợp trực cấp ở phía dưới thôi.
đây là trực khớp vai tủ này, đây là một trường hợp điển hình này, trực khớp vai xuống dưới này. Nhưng trực khớp vai xuống dưới là trường hợp là một tỷ lệ rất là thấp, chỉ bé hơn 1%, nhưng mà khi nó xảy ra thì có tổn thương phối hợp là gãy máu đồng lớn và tổn thương gân cơ chột xoay tới 80% và tổn thương thần kinh tới 60%, tức là 10 cái thì 6 cá bì này, tổn thương thần kinh này và tổn thương máu 10 cái thì 4 cá bì này. Còn những trường hợp còn lại xảy ra cũng ví dụ giống như trực khớp vai ra trước thì cũng là nó không phải là không có nhưng mà rất là ít. Còn chỉ có cái trường hợp này hiếm gặp, nhưng mà khi gặp thì tổn thương phối hợp này xảy ra rất là cao. Em cảm ơn thầy ạ. Ok, còn có bạn đã có câu hỏi nữa anh. Thôi thì chấm dứt em ấy, có chi nhiều ra lâm sàng gọi vấn đề chi để hỏi thêm á. Dạ. Ok rồi. Dạ thầy em cảm ơn thầy. Em cảm ơn thầy. Rồi. Em cảm ơn thầy. Chào thầy ạ. Rồi chào em. Em tắt đi bảo. Rồi được rồi, các em nghỉ được rồi nhé.